Dạ Bùi Hải Vlog xin chào ông bà cô chú anh chị trên kênh của Bùi Hải Vlog sáng nay ạ. Dạ Hải My 14 xin chào ông bà cô chú anh chị trên kênh của Hải My 14 sáng nay. Sáng nay vô lau mộ phương cho cậu với cậu ngày mai Hải My 14 đi thi bằng lại. Cậu phù hộ độ cho con đậu bằng lại. Dạ, chào chị. Chị lên sớm chứ hả? Chạy đi đó. Con chạy đi nghe Bùi Hải kho quá trời. Kho mà dưới nghe luôn nha. À. Nãy giờ tụi con ho nữa hả? Có. Ho nào tụi cũng hay luôn chạy. Ghê vậy. Ho cũng hay luôn mà nghe hay vậy. Ho mà cũng không hay à. Sáu giờ mình đi. À, mình đi sớm em ạ. Chị đi là tranh thủ đi sớm. Lũ làm ngày mai chở đi chung đi đu rồi. Đi ở đâu lận hả? À, tủ dầu 1 ạ. Vậy hả? À, tủ dầu 1 thì chạy ngược xuống chị. Mỹ Phước Tân Vạn này là thẳng hoài vậy đó. À. Chị chạy đường đó. Đường đó chị chạy thẳng có một đường đó. Tới đây luôn. Yeah, có mấy rồi. Xuống tới gì? 512 giường. Để thẳng lên. 512 giường cái quẹo. Vậy phải. Ừ.
à, thi con gái chắc đầu giờ chiều mới có cho thi. Mà nên ngày mai có anh Nam đi theo chắc cũng thông cảm. A B C H, em là đợt thứ tư. A B C H H D E thì chắc cũng hoàn hoàn cũng với một giờ chiều. Tại vì lúc chị thi chị biết A là cái thằng kia nó cái chữ A đầu của nó là nó sẽ thi trước, rồi B là tới em. C hoàn chắc cũng tới đầu C là tới H. Hải là thi thứ tư đó. Tại vì nó sắp lịch vậy đó. Thì mình yêu xóm mình tập chạy xe luôn. Đúng rồi, mình yêu xóm mình tập chạy xe. Thì vô nó cho mình thi thử thấy mà. Mà để thắp hương nha cậu cái. Sáng vô lau mộ thắp hương phái cậu phù hộ cho ngày mai Bùi Hải ha, đi thi bằng lái xe hai bánh, cho đậu bằng lái xe hai bánh cô chú anh chị ơi. Rồi, hôm nay cái gì mà hoành tráng dữ vậy? Hôm nay cũng giúp chị bông thu Canada là gửi cho em với anh Ngọc tiền 700 đúng không? Dạ, Hải My 14 cũng xin kết thúc video tại đây cô chú anh chị ơi, xin hẹn cô thôi. Mình đang đây lại phụ cúng cơm luôn đi, rồi quên cúng buổi sáng đi. Rồi mình đi kết thúc, rồi mình đi thắp nhang cho ông bà xung quanh.
gửi đằng này trước đi. Để đây nè Hương. Sáng à, có bún nè, có nuôi nè, trái cây đầy đủ ha cô chú anh chị, nước nâu nước ngọt nữa. Đây đây quay cây lan nè, cây lan của anh Nết đang tháo ra nè. Cây lan của chị không thu em, không phải của anh đâu. Anh đem vô. Đẹp không? Năm màu. Đó, năm màu luôn hả? Đúng rồi, năm màu. Chú thứ năm luôn, năm màu. Ý kiến của chị mộng thu. Có sen đá nữa kìa. Chơi thêm mấy cái sen đá cho nó đẹp. Anh kỳ này anh đặt mua mấy cái bông búp nhiều ha. Giờ giờ mua mấy cái bông mà nó nở nhiều quá đó. Anh nó vô cái mấy ngày cái nở tè le hết thôi. Mấy nở cái nó nhanh tàn. Cái lan năm màu. Vô lâu chưa? Mới vô quay luôn. Mình chưa vô hả? Mình bên đây cũng cút nè. Bữa nay ngày 14 tháng 2 nè. Đúng không? Dạ đúng á. Bữa nay nghe nói là chị Thanh Loan cũng lên á. Hổm anh chị hứa là bữa nay chị lên. Chị mà không chị hứa rồi chị lên thì chị mà chị, chị không lên rồi giờ này chị chưa lên tới là biết rồi. 7 giờ rồi. Cái lan năm màu. Lan năm màu. Dữ gần. Cái màu trắng này anh thấy nghe anh nghĩ chắc nó ra hôm nay đâu. Là nó muốn hết bông luôn rồi kìa. Còn búp nữa đang còn có 2 búp mà. Chờ anh nha. Cái này mình trả là sớm. Trả vô hùng gác cái sẽ hút cho trả sớm. Bớt bớt đi em hết rồi. Bây giờ lan năm màu. Hôm nay mai hết bô thêm chậu nữa. Màu trắng, màu lam, màu tím. Tím nó lan rất đẹp. Rồi, em lên cúng cho cậu luôn. Đó, đẹp nha. Đẹp bên đây đẹp hơn đúng không? Rồi, bỏ nước ngọt lên luôn. Anh nhớ không có ảnh hương. Rồi, thôi giờ anh hết ảnh nè. Hấp nhang. Rồi, Hải My 14 cũng xin kết thúc video tại đây cô chú anh chị ơi. Xin hẹn cô chú anh chị lại video tiếp theo của Hải My 14 ạ.
Dạ Mùi Hải Vlog cũng xin kết thúc video tại đây cô chú anh chị ơi. Xin hẹn cô chú anh chị lại video tiếp theo của Mùi Hải Vlog ạ. Cũng như bà cô chú anh chị có xem kênh của Mùi Hải, có thương Mùi Hải thì cho Mùi Hải một lượt like, lượt đăng ký để Mùi Hải có động lực làm những video hay nhất tài mộ người sẽ tú vũ linh gửi tới cho cô chú anh chị gần xa xem. Và một lần nữa Mùi Hải xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị ạ.